Nếu các anh chị đang tìm một món đồ chơi sáng tạo và thú vị, hãy cùng xem video mà Tenten tổng hợp này nhé. Nhìn mấy món đồ chơi thế này, phải nói cảm xúc phê thật. Ở quê mình, các món đồ chơi thường khá đơn giản và nhàm chán. Tuy nhiên khi anh em ra vùng cửa khẩu, có thể sẽ hoa mắt và choáng ngợp bởi độ đa dạng các món đồ chơi ở đây. Nhiều món tích hợp những công nghệ vô cùng phức tạp và ảo diệu, đừng nói trẻ con, ngay cả người lớn tuổi còn thích chơi. Chắc chắn một điều là nếu anh chị em mua những món này về, đảm bảo trẻ em chơi cả ngày không biết chán.